Kinh Silasutta được tóm lược như sau. Một thuở nọ, Đức Thế Tôn du hành cùng với đoàn 1250 chư đại đức Tỳ Khưu Tăng đến một tỉnh lỵ Anguttarappa, ngự tại vùng Apanna của dân chúng Anguttarappa. Vị đạo sĩ tên Keniya nghe tin rằng Ngài Sa-môn Gotama thuộc dòng dõi Sắc-giá du hành cùng với đoàn 1250 chư đại đức Tỳ Khưu Tăng đến tỉnh lỵ Anguttarappa, mà ân đức của Đức Phật giang dạy khắp mọi nơi rằng Đức Thế Tôn là Đức A-ra-hán có thân khẩu ý hoàn toàn thanh tịnh, xứng đáng thọ nhận sự lễ bái cúng dường của chư thiên và nhân loại. Đức Phật chánh đẳng giác tự mình chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, không thầy chỉ dạy, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hán đầu tiên trong toàn cõi tam giới chúng sinh, gọi là Đức Phật chánh đẳng giác, độc nhất vô nhị. Đức Minh Hạnh Túc có đầy đủ tam minh, bát minh và 15 đức hạnh cao thượng. Đức Thiện Ngôn thuyết pháp chân lý đem lại sự lợi ích thật sự cho chúng sinh. Đức Thông Suốt Tam Tổng Pháp là tổng các loài chúng sinh Sắc Tá Lô Cá, tổng các cõi chúng sinh Ô Ca Xá Lô Cá, tổng các pháp hành Sankhara Lô Cá. Đức Vô Thượng giáo hóa chúng sinh cải tà quy chánh, bỏ ác làm thiện, từ hạng phàm nhân trở thành bậc thánh nhân. Đức Thiên Nhân Sư là thầy của nhân loại và chư thiên phàm thiên. Đức Phật là bậc tự mình chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, không thầy chỉ dạy, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não, trở thành bậc thánh A-ra-hán đầu tiên, gọi là Đức Phật chánh đẳng giác độc nhất vô nhị. Rồi Đức Phật thuyết pháp tế độ chúng sinh có duyên lành, cũng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế y theo Đức Phật, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh thanh văn đệ tử của Đức Phật. Đức Thế Tôn có 6 đức hạnh đặc biệt do đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hạnh ba la mật của Đức Phật chánh đẳng giác. Đức Phật thuyết pháp hay ở đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, thuyết giảng pháp hành phạm hạnh cao thượng với văn chương trong sáng thanh tịnh. Chúng sinh nào có duyên lành đến hầu Đức Thế Tôn, đó là điều hạnh phúc cao thượng. Khi ấy, đạo sĩ Keniya đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, vấn an Ngài, rồi ngồi một nơi hợp lẽ. Đức Thế Tôn thuyết pháp chỉ dạy đạo sĩ Keniya, làm cho đạo sĩ vô cùng hoan hỷ, phát sinh đức tin trong sạch nơi Đức Thế Tôn, nên kính bạch với Đức Thế Tôn rằng: Kính bạch Đức Phật Gotama, con xin kính thỉnh Ngài cùng với chư đại đức Tỳ Khưu Tăng thọ nhận Phật thực tại tu viện của con vào ngày mai, bạch Ngài. Khi nghe đạo sĩ Keniya thỉnh mời như vậy, Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: Này Keniya, chư Tỳ Khưu Tăng đông gồm có 1250 vị, còn con là người có đức tin hộ độ các bà la môn. Lần thứ nhì, đạo sĩ Keniya kính bạch với Đức Thế Tôn rằng: Kính bạch Đức Phật Gotama, sự thật con có đức tin hộ độ các bà la môn, mặc dù vậy con vẫn xin kính thỉnh Đức Thế Tôn cùng với chư đại đức Tỳ Khưu Tăng gồm có 1250 vị thọ nhận Phật thực tại tu viện của con vào ngày mai, bạch Ngài. Đức Thế Tôn truyền dạy như lần trước như vậy. Cho đến lần thứ ba, đạo sĩ Keniya kính bạch với Đức Thế Tôn như hai lần trước như vậy, Đức Thế Tôn chấp thuận bằng cách làm thinh. Khi ấy, đạo sĩ Keniya biết Đức Thế Tôn đã nhận lời thỉnh mời, nên đứng dậy đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi xin phép trở về tu viện của mình. Đến tu viện, đạo sĩ Keniya thông báo cho các bạn hữu, bà con thân quyến, các quan rằng: Này quý vị, xin các bạn hữu, bà con thân quyến, các quan nghe rõ. Tôi đã thỉnh mời Đức Phật Gotama cùng với chư đại đức Tỳ Khưu Tăng
gồm có 1250 vị thọ nhận Phật thực tại tu viện của tôi vào ngày mai. Vậy, xin quý vị cùng với tôi, chúng ta cùng nhau làm phước thiện bố thí cúng dường đến Đức Phật Gotama cùng với chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng, gồm có 1250 vị thọ nhận Phật thực tại tu viện của tôi vào ngày mai. Tất cả mọi người đều đồng tâm nhất trí hoan hỷ cùng nhau làm phước thiện bố thí cúng dường vào ngày hôm sau. Chia ra từng nhóm, mỗi nhóm mỗi công việc. Riêng đạo sĩ Kê Ni Giá trưởng nhóm lo dựng trại lớn rất trang trọng để đón tiếp Đức Phật Gotama cùng với chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng gồm có 1250 vị đến thọ nhận Phật thực vào ngày hôm sau. Trong vùng Apana, có vị Bà La Môn tên Xê Lá là vị thầy thông hiểu các bộ sách xưa của giai cấp Bà La Môn, đặc biệt bộ Loka Yata, xem 32 tướng tốt của bậc đại nhân Maha Purisa Lakhana, dạy 300 học trò mà đạo sĩ Kê Ni Giá có đức tin hộ độ vị Bà La Môn Xê Lá. Khi ấy, vị Bà La Môn Xê Lá cùng với nhóm 300 học trò đi dạo, ghép vào tu viện của đạo sĩ Kê Ni Giá, nhìn thấy nhiều người chia ra từng nhóm, mỗi nhóm cầm cuội lo mỗi công việc, làm các món đồ ăn ngon lành, còn đạo sĩ Kê Ni Giá cùng với các người thân đang lo dựng trại rất trang trọng. Nhìn thấy mọi người cầm cuội làm việc như vậy, nên vị Bà La Môn Xê Lá nghĩ rằng, vị đạo sĩ Kê Ni Giá mở tiệc thiết đãi các khách quý nào đây? Bình thường những lần trước, mỗi khi thấy ta đến đây, đạo sĩ Kê Ni Giá ra đón tiếp niềm nở. Nhưng lần này, ông cặm cụi làm việc không để ý đến ta. Ta nên đi đến hỏi đạo sĩ Kê Ni Giá để biết cuộc đại lễ gì đây. Này đạo sĩ Kê Ni Giá, ông mở tiệc thiết đãi đức vua Bimbisara cùng với các đoàn quân hoặc tổ chức đại lễ cúng dường Maha Danh Nhá vào ngày mai có phải không? Nghe vị Bà La Môn Xê Lá hỏi như vậy, đạo sĩ Kê Ni Giá kính thưa rằng: Kính thưa vị Bà La Môn Xê Lá, tôi không phải thỉnh mời đức vua Bimbisara ngự cùng với các đoàn quân đến tiết đãi vào ngày mai, cũng không phải là tổ chức đại lễ cúng dường Maha Danh Nhá, mà sự thật tôi kính thỉnh Đức Phật Gotama ngự cùng với chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng gồm có 1250 vị thọ nhận Phật thực tại tu viện của tôi vào ngày mai. Nghe đạo sĩ Kê Ni Giá nói đến danh hiệu Buddha, vị Bà La Môn Xê Lá liền phát sinh hỷ lạc, có phải tai mình nghe lầm hay không? Nên hỏi lại rằng: Này đạo sĩ Kê Ni Giá, có phải ông vừa nói đến danh hiệu Buddha, có phải vậy không? Đạo sĩ Kê Ni Giá khẳng định lại rằng: Kính thưa ngài Bà La Môn Xê Lá, tôi vừa nói đến danh hiệu Buddha, thưa ngài. Mặc dù nghe lại lần thứ nhì, nhưng vị Bà La Môn Xê Lá cũng vẫn phát sinh hỷ lạc như lần trước, nên hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn rằng: Này đạo sĩ Kê Ni Giá, có phải ông vừa nói đến danh hiệu Buddha lần thứ nhì, có phải vậy không? Đạo sĩ Kê Ni Giá khẳng định đúng sự thật như vậy. Khi ấy, vị Bà La Môn Xê Lá suy nghĩ rằng: Danh hiệu Buddha là một danh hiệu mà chúng sinh khó mà được nghe đến trong đời. Trong bộ sách xưa dạy về Maha Purisa Lakhana có 32 tướng tốt của bậc đại nhân mà ta đã học. Nếu bậc nào có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân thì cuộc đời chỉ có hai con đường mà thôi. Nếu bậc ấy sống tại gia thì chắc chắn sẽ trở thành Đức Chuyển Luân Thánh Dương hành thiện pháp, có đầy đủ bảy báu gồm Long Xa báu, Voi báu, Ngựa báu, Ngọc Mani báu, Chánh Cung Hoàng Hậu báu, Thừa Tướng báu, Phú Hộ báu. Đức Chuyển Luân Thánh Vương có trên 1000 hoàng tử anh hùng dũng cảm, chiến thắng mọi kẻ thù bằng thiện pháp, không sử dụng khí giới, chỉ vì toàn cõi đất nước có 4 biển làm ranh giới, được thanh bình thịnh vượng. Trong toàn đất nước không có điều xấu xảy ra, toàn thể dân chúng sống an lạc. Nếu vị ấy từ bỏ nhà đi xuất gia thì chắc chắn sẽ trở thành Đức A-ra-hán
Đức Phật Chánh Đẳng Giác Sammasambuddha, độc nhất vô nhị. Diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não không còn dư sót, cao thượng nhất trong toàn cõi tam giới chúng sinh. Sau khi suy nghĩ xong, vị Bà La Môn Xê Lá hỏi đạo sĩ Kê Ni Giá rằng: "Này đạo sĩ Kê Ni Giá, Đức Phật Gotama hiện giờ đang ngự tại nơi nào?" Đạo sĩ Kê Ni Giá đưa tay chỉ về khu rừng mà thưa rằng: "Kính thưa ngài Bà La Môn Xê Lá, Đức Phật Gotama hiện giờ đang ngự tại bìa rừng đằng kia." Nghe đạo sĩ Kê Ni Giá chỉ về bìa rừng như vậy, vị Bà La Môn Xê Lá xin từ giả, rồi dẫn nhóm 300 học trò đi thẳng về bìa rừng nơi Đức Phật Gotama đang ngự. Khi đi gần đến bìa rừng, vị Bà La Môn Xê Lá truyền dạy rằng: "Này các đệ tử, các con nên im lặng đi một cách nhẹ nhàng, có khoảng cách nhau. Khi thầy đang hầu chuyện với ngài Sa Môn Gotama, các con nên ngồi im lặng nghiêm trang, giữ gìn thanh tịnh." Vị Bà La Môn Xê Lá đi vào khẩu đảnh lễ vấn an Đức Phật Gotama xong, ngồi một nơi hợp lẽ. Khi ấy, chăm chú xem xét 32 tướng tốt của bậc đại nhân của Đức Phật Gotama. Vị Bà La Môn Xê Lá thấy rõ, biết rõ được 30 tướng của bậc đại nhân trong kim thân của Đức Phật. Còn lại 2 tướng tốt của bậc đại nhân là ngọc hành giấu kín trong bao da và cái lưỡi lớn dài dài, mềm mại. Lưỡi lớn có thể bao phủ toàn mặt lên đến chân tóc. Lưỡi dài có thể lè đến tận 2 lỗ tai, 2 lỗ mũi. Vị Bà La Môn Xê Lá còn chút hoài nghi nên chưa hoàn toàn có đức tin trong sạch nơi Đức Phật Gotama. Khi ấy, Đức Thế Tôn biết rằng vị Bà La Môn Xê Lá này chăm chú xem xét 32 tướng tốt của bậc đại nhân trong kim thân của Như Lai, mới thấy rõ, biết rõ được 30 tướng tốt của bậc đại nhân. Còn lại 2 tướng tốt của bậc đại nhân chưa thấy rõ là ngọc hành giấu kín trong bao da và cái lưỡi lớn và dài của Như Lai, nên còn chút hoài nghi, chưa hoàn toàn có đức tin nơi Như Lai. Vì vậy, Đức Thế Tôn dùng phép thần thông hóa ra cái bóng như thật để cho vị Bà La Môn Xế Lá thấy rõ, biết rõ ngọc hành giấu kín trong bao da, và Đức Phật le lưỡi đến 2 lỗ tai, 2 lỗ mũi, rồi bao phủ toàn mặt lên đến tận chân tóc. Khi ấy, vị Bà La Môn Xê Lá suy xét rằng: "Ta không chỉ muốn thấy rõ, biết rõ ngài Sa Môn Gotama có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân, mà ta còn muốn biết ngài Sa Môn Gotama là Đức Phật Chánh Đẳng Giác thực sự nữa. Ta đã từng nghe từ các bậc thầy theo truyền thống, nghe từ các bậc thầy truyền bối, truyền bảo rằng bậc nào là Đức Phật Chánh Đẳng Giác thì chính bậc ấy tự khẳng định mình là Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Vậy, ta nên tán dương ca tụng ngài Sa Môn Gotama ngay bây giờ bằng những câu kệ rằng: Kính bạch ngài Sa Môn Gotama cao thượng, ngài có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân, ngài có hào quang sáng ngời mát dịu, người đến hầu ngài bao nhiêu lần không biết đủ, ngài có màu da như vàng sáng ngời, ngài có đôi hàm răng trắng và sạch sẽ, ngài có đôi mắt trong sáng thấu suốt, ngài có thân hình như thân hình phạm thiên, ngài có ân đức cao thượng hơn mọi người, ngài cần gì với phạm hạnh sa môn này, ngài xứng đáng là đức vua chuyển luân thánh dương, trị vì toàn cõi đất nước có 4 biển làm ranh giới trong toàn cõi Nam Thiện Bộ Châu này. Kính bạch ngài Sa Môn Gotama cao thượng, kính xin ngài trở thành đức vua hơn cả đức vua." Nghe vị Bà La Môn Xê Lá tán dương ca tụng như vậy, Đức Thế Tôn truyền dạy bằng câu kệ rằng: "Này Bà La Môn Xê Lá, Như Lai là đức vua, là đức pháp vương Tham Má Ra Cha. Không có đức vua nào hơn Như Lai. Như Lai đã thuyết giảng pháp luân mà không có sa môn hoặc Bà La Môn nào thuyết giảng được." Nghe Đức Thế Tôn truyền dạy như vậy, vị Bà La Môn Xê Lá bạch rằng: "Kính bạch ngài Sa Môn Gotama cao thượng, ngài khẳng định là Đức Phật Chánh Đẳng Giác, ngài là Đức Pháp Vương
không có đức vua nào hơn. Đức Pháp Vương thuyết giảng Pháp Luân mà không có Sa Môn hoặc Bà La Môn nào thuyết giảng được. Vậy, vị nào là thống lĩnh Pháp của Ngài? Là bậc tối thượng Thanh Văn đệ tử của Ngài, thuyết giảng Pháp Luân mà Ngài đã thuyết giảng. Nghe vị Bà La Môn Xế Lá hỏi như vậy, Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: Này Bà La Môn Xế Lá, Pháp Luân mà Như Lai đã thuyết giảng rồi. Sariputta là bậc tối thượng Thanh Văn đệ tử của Như Lai, là vị thống lĩnh Pháp của Như Lai, có khả năng thuyết giảng Pháp Luân của Như Lai được. Này Bà La Môn Xế Lá, con nên tin rằng Pháp Luân nên biết thì Như Lai đã biết xong rồi, Pháp Luân nên tiến hành thì Như Lai đã tiến hành xong rồi, Pháp Luân nên diệt thì Như Lai đã diệt xong rồi. Như Lai là Đức Phật chánh đẳng giác. Này Bà La Môn Xế Lá, con nên diệt sự hoài nghi mà nên có đức tin nơi Như Lai. Đức Phật xuất hiện trên thế gian đó là điều khó. Được gần gũi với Đức Phật đó là điều khó. Này Bà La Môn Xế Lá, Như Lai là Đức Phật chánh đẳng giác đã diệt tận được mọi tham ái, không có chúng sinh nào hơn. Như Lai là bậc cao thượng nhất trong các cõi tam giới, không có chúng sinh nào sánh được. Như Lai đã toàn thắng được năm loại Mara, diệt tận được mọi kẻ thù là phiền não không còn dư sót, không còn khổ tâm nữa. Nghe Đức Phật Gotama khẳng định truyền dạy như vậy, vị Bà La Môn Xế Lá hoàn toàn có đức tin trong sạch nơi Đức Phật Gotama và khuyên bảo các đệ tử rằng: Này các con hãy nên suy xét kỹ những pháp mà Đức Phật Gotama đã truyền dạy. Đức Phật Gotama đã toàn thắng năm loại Mara và đội quân Mara, là bậc cao thượng nhất trong tam giới, không có nhân loại, chư thiên, phàm thiên nào sánh với Ngài được. Này, thầy chắc chắn sẽ xuất gia theo Đức Phật Gotama. Còn các con, nếu người nào hài lòng thì cùng với thầy xuất gia theo Đức Phật Gotama, nếu người nào không hài lòng thì trở về nhà. Nghe vị thầy khuyên bảo như vậy, tất cả các đệ tử đều bạch rằng: Kính bạch thầy, thầy chắc chắn sẽ xuất gia theo Đức Phật Gotama, thì tất cả chúng con cũng theo thầy xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Vị Bà La Môn Xế Lá dẫn nhóm 300 đệ tử vào hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, tất cả chúng con kính xin Đức Thế Tôn có tâm từ tế độ cho phép xuất gia trong giáo pháp của Ngài. Đức Thế Tôn thấy rõ, biết rõ nhóm thầy và các học trò của vị Bà La Môn Xế Lá đều có duyên lành từ thời kỳ Đức Phật Padumuttara, có đầy đủ các pháp hạnh Ba La Mật, đã phát nguyện muốn trở thành tỳ khưu theo cách ê hí phí khú trong kiếp quá khứ. Cho nên Đức Thế Tôn đưa bàn tay phải ra, chỉ bằng ngón tay trỏ mà truyền gọi rằng: Ê thá, phí khá vô, các con hãy đến đây, các con trở thành phí khu, tức tỳ khưu theo ý nguyện. Ngay khi ấy, vị Bà La Môn Xế Lá cùng với 300 đệ tử trở thành tỳ khưu. Do năng lực của lời phát nguyện trong tiền kiếp nên có đầy đủ 8 món vật dụng của tỳ khưu với tăng tướng trang nghiêm như vị đại đức có 60 tuổi hạ. Rồi Đức Thế Tôn thuyết dạy câu kệ rằng: Pháp hành phạm hạnh mà Như Lai đã thuyết dạy hoàn hảo ở phần đầu, phần giữa, phần cuối. Các con thực hành để chứng đắc thánh đạo, thánh quả, không có thời gian khoảng cách, là chánh pháp mà bậc xuất gia nên chứng đắc. Sáng ngày hôm sau, trong tu viện, các món vật thực ngon lành đã được sửa soạn xong. Vị đạo sĩ Kỳ Ni Giá truyền bảo người thân tín đi đến hầu đảnh lễ Đức Phật Gotama, rồi kính bạch rằng: Kính bạch Đức Phật Gotama, vị đạo sĩ Kỳ Ni Giá truyền bảo con đến kính thỉnh Đức Thế Tôn ngự cùng với nhóm chư đại đức tỳ khưu tăng đến tu viện của ông để thọ nhận Phật thực vào sáng hôm nay, bạch Ngài. Sáng hôm ấy, Đức Thế Tôn ngự cùng với chư đại đức tỳ khưu tăng đến tu viện của vị đạo sĩ Kỳ Ni Giá.
Đức Thế Tôn ngồi trên chỗ cao quý nhất, chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng ngồi chỗ ngồi theo thứ tự cao thấp xong. Vị đạo sĩ Kê Ni Giá tự tay cúng dường Phật thực ngon lành đến Đức Phật Gotama cùng với chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng. Khi Đức Thế Tôn cùng với chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng độ Phật thực xong, vị đạo sĩ Kê Ni Giá ngồi một nơi hợp lẽ. Đức Thế Tôn thuyết pháp tới độ đạo sĩ Kê Ni Giá cùng với nhóm thuộc hạ đông đảo của ông. Mọi người đều phát sinh đức tin trong sạch hoan hỷ trong lời giáo huấn của Đức Phật Gotama. Sau đó, Đức Thế Tôn cùng với chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng trở về chỗ ở. Khi ấy, Tỳ Khưu Xê Lá cùng với nhóm 300 đệ tử lánh xa chỗ đông, mỗi vị mỗi nơi riêng rẽ, thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não, không còn dư sót, trở thành bậc thánh A-ra-hán trong kiếp hiện tại. Trí tuệ thấy rõ, biết rõ phạm hạnh cao thượng đã hoàn thành, phần sự tứ thánh đế nên hành thì đã hành xong, biết rõ kiếp này là kiếp chót, không còn tái sinh kiếp sau nữa. Như vậy, sau khi xuất gia trở thành Tỳ Khưu được 7 ngày đêm, thì Ngài Đại Đức Xê Lá cùng với nhóm 300 đệ tử đều trở thành bậc thánh A-ra-hán cả thảy. Đức Phật xuất hiện trên thế gian thật là điều rất hiếm có. Kiếp tử sinh luân hồi của mỗi chúng sinh gặp được Đức Phật hoặc chư thánh tham gia đệ tử của Ngài cũng là một điều rất hy hữu. Thật vậy, trong lịch sử tiền kiếp của Đức Phật Gotama, từ thời kỳ Đức Phật Dipankara cho đến Đức Phật Kodanya, trải qua khoảng thời gian lâu dài một A Tăng kỳ kiếp trái đất thành trụ hoại không, mà không có một Đức Phật chánh đẳng giác nào xuất hiện trên thế gian, gọi là Sunyakappa, kiếp trái đất không có Đức Phật. Thật diễm phúc biết dường nào, kiếp trái đất hiện tại mà chúng ta đang sống gọi là Phát Đá Cấp Bá, có năm Đức Phật tuần tự xuất hiện cũng trong kiếp trái đất này. Trong thời kỳ quá khứ đã có ba Đức Phật: Đức Phật Cá Cú Sanh Thá, Đức Phật Cô Ná Gá Má Ná và Đức Phật Cá Sa Bá đã xuất hiện trên thế gian. Trong thời hiện tại, Đức Phật Gotama đã xuất hiện trên thế gian, rồi Ngài đã tịch diệt Niết Bàn cách đây 2560 năm. Giáo pháp của Ngài còn lưu truyền lại trên thế gian cho đến 5000 năm, rồi cũng sẽ bị mai một, bị tiêu hoại hoàn toàn. Trong thời vị lai sẽ có Đức Phật Mettayá xuất hiện trên thế gian trong cùng kiếp trái đất Phát Đá Cấp Bá này. Tuy trong kiếp trái đất này có năm Đức Phật tuần tự xuất hiện trên thế gian, nhưng khoảng cách thời gian từ Đức Phật này đến Đức Phật khác trải qua thời gian lâu dài không thể tính bằng số được. Đối với những bậc đã có đầy đủ pháp hạnh ba la mật, kiếp này là kiếp chót, như trường hợp của Đức Vua Mahakapina và Chánh Cung Hoàng Hậu Anocha. Khi nghe đến danh hiệu Buddho tức Đức Phật, Thammo Đức Pháp, Sangkho Đức Tăng, liền phát sinh đức tin trong sạch nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, mặc dù họ chưa đến hầu Đức Phật, chưa được lắng nghe chánh pháp của Đức Phật, nhưng khi gặp phải trở ngại, họ có khả năng đặc biệt niệm tưởng đến chính ân đức Phật bảo, sáu ân đức Pháp bảo và chính ân đức Tăng bảo, bởi vì những ân đức ấy đã được tích lũy trong tâm của họ từ nhiều đời nhiều kiếp, từ chư Phật quá khứ và đã tạo được đầy đủ 10 pháp hạnh ba la mật xong, nhất là đầy đủ 5 pháp chủ Indriya gồm tính pháp chủ, tấn pháp chủ, niệm pháp chủ, định pháp chủ và tuệ pháp chủ. Nay kiếp hiện tại này, khi đến hầu đảnh lễ Đức Phật, lắng nghe chánh pháp, họ dễ dàng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, diệt tận mọi phiền não, mọi tham ái, mọi ác pháp, trở thành bậc thánh A-ra-hán. A-ra-hán, A-ra-hán, A-ra-hán.